Có thể bạn không tin, nhưng đây là đường hầm kinh khủng nhất mà tôi từng biết. Vì không một ai có thể sống sót mà chui qua được đến cánh cửa thứ tư của căn hầm. Cô gái này tỉnh lại sau cơn hôn mê thì phát hiện bản thân đang ở một không gian rất kỳ lạ. Trên tay cô có một chiếc vòng tay phát sáng, còn mặc một bộ quần áo trông rất xịn. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cô gái hoang mang lớn tiếng kêu cứu, nhưng căn bản chẳng có ai đáp lại. Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một con đường ống hình tròn, nó gần như sâu không thấy đáy. Lisa không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chui vào trong đó xem thử. Nào ngờ cánh cửa đường hầm đột nhiên đóng lại, khiến cô ta bị nhốt trong đường ống chật hẹp. Chiếc vòng tay phát sáng trên cổ tay bắt đầu đếm ngược, Lisa hoảng hốt lo sợ, bò về phía có ánh sáng. Nhưng còn chưa đợi cô đến cửa ra, con đường phía trước đã đóng lại rồi. Cô ta rất sốt ruột và lo lắng, sau đó cố gắng di chuyển về phía trước, tiếp theo len lỏi vào đường hầm phía bên cạnh. Ở đây cực kỳ hẹp, chỉ có thể bò đi từ từ mới qua được. Lisa bò đến đường ống thứ hai, không gian đã rộng hơn một chút. Cô nằm sấp và bò đi tiếp, bò đến một bục cao thì đường ống phía trước đã rộng rãi hơn. Cuối cùng Lisa có thể duỗi cơ thể thoải mái rồi. Trên tường có những bóng đèn với màu sắc khác nhau, có thể nhìn rõ ràng hơn một chút. Nữ chính còn chưa bò được mấy bước, đột nhiên phía dưới đường ống lại bắt đầu nâng lên. Không gian lại ngày càng hẹp hơn, còn không ra ngoài nữa sẽ bị nghiền thành đống thịt mất. Lisa dùng hết sức mình bò về phía trước, thấy phía trần trên sắp ép đến mông mình, cô ta nghiến răng bò tiếp ra ngoài. Thế là Lisa bị rơi vào đường ống tiếp theo, không gian lại trở nên chật hẹp. Con số trên vòng tay đã thay đổi, dường như nó tượng trưng cho thử thách mới sắp bắt đầu. Cô ta nằm sấp và tiếp tục di chuyển về phía trước, ai ngờ cảnh tượng phía trước khiến người ta dựng tóc gáy. Một thi thể nát tươm nằm trong đường ống, trên tay cũng có chiếc vòng phát sáng. Rõ ràng người này đã không vượt qua được màn này. Mùi thối giữa tản ra trong không gian chật hẹp, khiến Lisa chỉ muốn bỏ qua cỗ thi thể thật nhanh. Cô cố gắng nhịn cơn buồn nôn, gạt cái xác thối qua một bên và nín thở bò đi tiếp. Đồng hồ đếm ngược trên cổ tay vẫn đang chạy, Lisa căng thẳng bò về phía trước. Nào ngờ phía trước lại xuất hiện một lan can sắt chặn lại đường đi của Lisa. Vòng tay hiển thị, cô chỉ còn lại 55 giây. Lúc này, phía trên đường ống xuất hiện hai hàng vòi phun. Những ống kim loại nhỏ này bắt đầu thổi khí nóng ra. Lúc nguy cấp, hốc bên đường ống xuất hiện một căn phòng nhỏ. Lisa vội vàng lùi sau và chui vào trong căn phòng nhỏ. Một cánh cửa kính đóng chặt lại, cách ly Lisa với bên ngoài. Lúc này con số trên vòng tay đã về con số 0, đường ống lập tức bị lửa bao trùm, hên là cô ta đã kịp trốn trong căn phòng và thoát khỏi một mạng. Sau khi vòi phun hoàn thành nhiệm vụ thì co lại, căn phòng nhỏ quay lại như cũ và đẩy Lisa quay lại đường ống. Lúc này, không gian lại bắt đầu co nhỏ lại ép cô ta xuống, đường ống đã hẹp hết mức có thể rồi. Nếu đầu của nữ chính lớn hơn một chút, thì có thể sẽ trở thành cái xác thứ hai ở đây luôn. Lisa rất tuyệt vọng, cô hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ. Đồng hồ đếm ngược trên tay bắt đầu vang lên lạnh lùng. Lisa điều chỉnh lại cảm xúc, dùng tay và chân để di chuyển. Mặt cô rất sát trần trên, cô khó khăn di chuyển cơ thể, tay vô tình chạm phải dòng nước lạnh như băng. Phía trước có một bể nước, Lisa vội vàng vốc nước uống cho đỡ khát. Cô hít sâu một hơi, rồi nhảy xuống nước. Lúc này cô ta đã đến vùng nước sâu thẳm, phía trước xuất hiện lối vào của đường ống mới. Lisa lập tức bò lên, không gian ở đây khá là rộng rãi, xung quanh tường có rất nhiều lỗ nhỏ. Còn chưa đợi Lisa hồi sức, một dòng nước dữ dội đã ập vào trong đường ống, chớp mắt mực nước đã ngập đến ngực cô ta rồi. Lisa giãy giụa để cố gắng ổn định cơ thể, nào ngờ dòng nước đó đã cuốn theo một xác chết vào. Hên là cô đã tránh được cái thi thể đang trôi nổi kia. Nước vẫn đang không ngừng chảy vào, dường như sắp lấp đầy cả đường ống rồi. Lisa cố gắng nhấc cơ thể lên cao, để mặt ghé sát trần và hô hấp. Sau đó nín thở và chìm xuống, cuối cùng cô đã đến được một đường ống mới. Khi Lisa tiến về phía trước dọc theo đường ống, thì phía trước có tiếng hét của con người vang lên, cô nhanh chóng đi theo giọng nói. Không lâu sau, mặt dưới của đường ống tách ra, một bể nước màu xanh lục xuất hiện. Cô ta xé một miếng vải ra và đưa vào trong đó thử, thì phát hiện số nước này lại có tác dụng ăn mòn. Lisa dang rộng đầu gối, dùng tay bám vào hai bên để di chuyển, vì nếu không cẩn thận sẽ bị rơi xuống bể axit. Cô ta tập trung tinh thần, nghiến răng đi về phía trước. Kết quả đầu gối không cẩn thận chạm vào mặt nước, cơn đau kịch liệt khiến cô không nhịn được mà hét lên thảm thiết. Bề mặt da đã bị bỏng, Lisa nhịn nỗi đau và tiếp tục tiến lên, may là mặt dưới đường ống đã bắt đầu khép lại. Phía trước lại xuất hiện lan can sắt, cô phát hiện ở đó không xa có một người đàn ông đang suy sụp tinh thần. Lisa thử giao tiếp với đối phương, nhưng người đàn ông vô cùng hoảng loạn và nói năng lộn xộn. Lúc này, vòng tay đột nhiên đổi màu, thời gian của họ không còn nhiều nữa. Phía trên trần của đường ống lại xuất hiện hai hàng vòi phun. Căn phòng màu trắng bên cạnh cũng xuất hiện ngay lập tức. Vòng này lại là để hai bên tàn sát lẫn nhau, lan can ở hai bên đồng thời được mở ra, họ nhanh chóng bò về phía trước. Không gian bên trong có hạn, chỉ có thể chứa được một người thôi. Lisa và người đàn ông đánh nhau, hai người giành nhau cơ hội sống sót.
Lúc quan trọng, người đàn ông đã nắm được chân của Lisa, cô ta liều mạng đá đối phương ra khỏi căn phòng. Cửa kính rơi xuống, cắt đứt cánh tay của hắn ta, trên tay của người này có một hình xăm thánh giá. Lisa đã nhận ra đối phương, hóa ra trước khi bị nhốt ở đây, cô ta đã có ý nghĩ tự tử. Nhưng vào lúc quan trọng cô đã kịp thời tỉnh ngộ và được một người qua đường cứu giúp. Sau đó Lisa lên xe của một người đàn ông xa lạ và chuẩn bị đi nhờ xe ra khỏi con đường nhỏ hoang vắng này. Trên đường đi, người đàn ông đã thử bắt chuyện. Nhưng tâm trạng của Lisa rất tồi tệ nên không muốn mở miệng và bật đài phát thanh trên xe lên. Nó đang phát tin tức về kẻ giết người bỏ trốn, nói rằng trên tay của kẻ hiểm nghi có hình xăm thánh giá. Sau khi người đàn ông nghe xong thì tắt đài phát thanh đi. Rõ ràng trên tay hắn ta có xăm hình thánh giá. Tiếp theo, Lisa đã rơi vào hôn mê, nhưng cô ta chưa từng nghĩ hắn cũng bị đưa đến đường ống này. Lúc người đàn ông đã bị lửa thiêu chết, thì cánh tay bị đứt thì nằm bên cạnh Lisa. Một robot đầu lâu đột nhiên xuất hiện trong căn phòng, nó giúp nữ chính chữa khỏi vết thương trên đầu gối. Sau đó nhả ra một chiếc ống dài từ miệng, rồi nối vào cái lỗ tròn ở bụng trên chiếc áo của Lisa. Tiếp theo, một ánh sáng trắng tỏa sáng. Lisa nhắm chặt mắt lại, cảnh tượng cô và tên phạm nhân giết người đó đánh nhau trong xe không ngừng lặp lại. Lúc này, ánh sáng trắng trước mắt Lisa từ từ tan biến. Cô nhặt cái tay của người đàn ông lên xem thử, thì phát hiện trên cổ tay hắn ta có khắc hai hình thoi và một hình dấu X. Còn chưa đợi Lisa hiểu được hàm ý của những ký hiệu đó, thì phía trước liền xuất hiện đường ống mới. Ba cánh quạt sắt không ngừng quay và dần tiến sát Lisa. Cánh quạt băm nát cánh tay đứt của người đàn ông, vượt qua chướng ngại và trượt về phía nữ chính. Lisa nhanh chóng lùi về sau, lúc quan trọng, cô đã bò vào một đường ống mới. Vòng tay lại bắt đầu đếm ngược. Nữ chính ổn định tinh thần và tiến về phía trước, thì trong đường ống lại đột nhiên có tiếng bước chân hỗn loạn, mặt trần mở ra một cánh cửa mới. Một quái vật hình người bò ra, Lisa nín thở và di chuyển về phía trước. Cả cơ thể cô ta cứ run rẩy, chỉ sợ nhiễu loạn đến quái vật, nhưng đối phương vẫn phát hiện ra người phụ nữ. Nó ngước đầu và bò đến, Lisa thấy vậy thì liều mạng bò về phía trước. Cô chui vào một ngã rẽ chật hẹp, còn con quái vật to lớn bị cản lại bên ngoài. Lúc này đồng hồ trên cổ tay lại bắt đầu đếm ngược, một thử thách mới sắp bắt đầu, Lisa cũng từ từ thích ứng với tiết tấu. Cô nằm sấp xuống tiến về phía trước, đến một không gian có ánh sáng xanh. Trước mắt có hai đường ống, Lisa đứng dậy, sau khi lựa chọn cô ta đã đi vào đường ống bên trái. Vừa đi vào đã có giọng nói của một bé gái vang lên, Lisa nhận ra đó là cô con gái Nina đang ngân nga. Cô lập tức bò về phía trước và đi vào một không gian chỉ có màu trắng. Cuối cùng nữ chính cũng có thể đứng lên rồi. Xuất hiện rất nhiều cảnh tượng quen thuộc trên hai bức tường bên cạnh. Cả đời của Lisa đều được vẽ lại trên bức tường. Trong đó có một quả bóng rơi xuống đất, đứa con chơi đùa đuổi theo quả bóng. Quả bóng này rơi ra ngoài cửa sổ. Đứa bé không hiểu chuyện đã đi lấy chiếc ghế đến, dẫm lên ghế trèo ra ngoài muốn đi tìm quả bóng biến mất. Nào ngờ cô bé lại ngã xuống đó. Lisa nhìn quá khứ được tái hiện, cô không cầm được nước mắt. Là cô ta không chăm sóc tốt cho con gái, nên mới dẫn đến kỳ kịch. Lúc này, phía trên trần nhà đột nhiên có bóng người xuất hiện. Quái vật đã đuổi đến rồi, Lisa nhanh chóng bỏ qua đường ống mới. Cấu trúc ở đây đã thay đổi, đường ống trở nên thẳng đứng và hướng lên trên. Lisa dùng chân đạp vào tường và trèo vào đường ống phía trên. Trước mặt có mấy thanh kim loại có gai, vòi phun màu đỏ cũng xuất hiện cùng lúc. Cô không có con đường nào khác có thể lựa chọn, chỉ có thể co người lại và tiến về phía trước. Gai nhọn đâm vào khiến Lisa thương tích đầy mình, cô nhịn lại cơn đau và nhìn về phía trước. Trời xanh mây trắng ở cách đó không xa, nhưng Lisa đã hết sức rồi. Vòi phun phun ra lửa, mặt dưới của đường ống mở ra. Lisa lại quay trở về không gian lúc đầu, cô thương tích đầy mình và thức dậy trong tiếng rên rỉ. Nỗi bất lực và sự bối rối gần như nghiền nát Lisa, cô đưa tay ra và vẽ một hình thoi trên tường. Lúc này, robot đầu lâu xuất hiện. Nó bắt đầu khâu những vết thương trên cơ thể Lisa, cô ta tuyệt vọng cầu xin robot đầu lâu thả mình đi. Đối phương nghe vậy thì đưa ra một ống tiêm, khi đầu kim sắp đâm vào cơ thể Lisa, nữ chính kịp thời hiểu ra hàm ý của những ký hiệu đó. Hình thoi và dấu X đại diện cho con đường phía trước. Robot đầu lâu thấy đối phương đã khôi phục lại ý chí chiến đấu, thì tiếp tục chữa trị những vết thương cho Lisa. Đường ống hình tròn mở ra lần nữa, Lisa cương quyết bò vào trong đó, cô ta nhanh nhẹn và bình tĩnh vượt qua tất cả các màn. Cô lặp lại những trình tự đó một cách gọn gàng, khi đến màn có bể axit. Lisa đã nhịn cơn đau ăn mòn chiếc vòng tay và thuận lợi tháo được chiếc vòng tay ra. Quả nhiên trên cổ tay cô ta cũng có ký hiệu đó, nó ngụ ý cho con đường thoát khỏi nơi địa ngục này. Lisa tiếp tục tiến lên, cô đến nơi xuất hiện hai cánh cửa lần nữa. Lần này, cô đã bò vào đường ống bên phải. Lisa đã làm theo chỉ dẫn của những ký hiệu trên tay, đối phó với những ngã ba không ngừng xuất hiện. Cô đã gặp lại một con quái vật hình người ở trong một đường ống. Cô nhanh chóng bò về phía trước, hai người đã đến một đường ống chuyển động. Họ liên tục thay đổi vị trí ở trong đó. Sau khi Lisa bò ra ngoài, cô đã ném chiếc vòng tay phát sáng vào trong đường ống bên cạnh. Quái vật hình người đã đi theo chiếc vòng tay, còn Lisa thì trốn vào trong một đường ống khác.
Cô băng qua đường ống và nhìn thấy một nơi phát ánh sáng màu đỏ cách đó không xa. Lisa di chuyển về phía trước, xé rách màng nhầy màu đỏ và chui vào trong. Cô đến một căn phòng mềm mại, bên ngoài không ngừng có bóng người vụt qua. Còn có một cái đầu khác đến gần Lisa qua lớp màng. Nữ chính không sợ hãi, cô sờ vào đối phương và cảm thấy trong lòng rất ổn định. Cô đã đi theo bóng đen và chui vào một lớp màng khác. Con quái vật đang ngủ say ở cách đó không xa, trên đất là chiếc vòng tay trước đó của Lisa. Nữ chính cẩn thận nhặt chiếc vòng tay lại. Nào ngờ, tiếng đồng hồ đếm ngược bất ngờ vang lên. Sau khi con quái vật tỉnh dậy thì nhanh chóng bò về phía Lisa. Lisa vội vàng bò về phía trước, không ngờ cô lại bị quái vật bắt được chân. Cô dùng sức đá đối phương ra, rồi chui vào trong căn phòng màu trắng trong đường ống. Con quái vật bị nhốt ở sau cánh cửa kính, nhưng vòi phun không hề phun ra lửa, cửa của căn phòng màu trắng cũng được mở ra. Hơn nữa còn từ từ quay lại vị trí ban đầu. Lần này Lisa và quái vật thật sự phải đối đầu trực tiếp với nhau rồi. Cô dùng chân đạp vào mặt của đối phương, mượn lực đẩy của căn phòng mà đạp nát cái đầu của quái vật. Lisa ổn định lại tinh thần và tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên, một quả bóng lăn đến. Cô nhặt quả bóng đang nảy lên, Nina đi ra từ trong bóng tối, cô bé muốn đưa mẹ ra khỏi bóng tối. Lisa biết tất cả mọi thứ trước mắt không phải là thật. Cô nén đau lòng bỏ tay của con gái ra, rồi quay lại con đường đúng đắn. Nhưng Nina vẫn đi theo, Lisa chỉ đành ôm con gái vào lòng và chào tạm biệt. Sau đó cô ta đi vào một đường ống mới, cuối cùng phía trước cũng xuất hiện trời xanh mây trắng. Nhưng đường ống cuối cùng này vô cùng nguy hiểm, những máy cắt sắc bén rơi xuống theo nhịp, nếu bất cẩn có thể bị nó cắt làm đôi. Lisa âm thầm đếm thời gian và cẩn thận đi qua từng lớp máy cắt. Tinh thần của cô vô cùng căng thẳng, khi cô đi qua máy cắt cuối cùng đã bị nó cắt đứt ngón chân. Lisa nhịn lại cơn đau và bò đến nơi trời xanh mây trắng, không ngờ khi đưa tay ra lại là màn hình lạnh lẽo. Cảnh trời xanh mây trắng trước mắt lại là giả. Lisa tuyệt vọng nằm ra, cô hét lên, bản thân đã làm được rồi. Cô đã vượt qua tất cả các màn chơi chết chóc, mặt trần đột nhiên tách ra, cô bị một sức mạnh thần kỳ hút vào trong không trung. Khi tỉnh lại Lisa thấy mình đang nằm ở bên ngoài, những vết thương trên cơ thể đã hồi phục lại như lúc ban đầu. Nina đang ngồi đối diện cô, Lisa hỏi con gái, tiếp theo nên làm gì? Nina nói, mẹ hãy sống thật tốt, nữ chính nghe xong nở một nụ cười nhẹ nhõm. Bộ phim đến đây là kết thúc. Mình là Điền Tây Tiểu Ca, nếu thấy hay nhớ bấm like video ủng hộ mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong bộ phim hấp dẫn tiếp theo.